Panoni thì một là gì đấy? Đây là xe màu tám, xe màu tám. Chín. Click Milan xe. Alo, vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu được xem như là chung kết đầu tiên của Sky. Vâng, bên mình có Pamiran đến từ game thủ Gunny. Vô thường là người cầm Hitty nằm ở chốt, vâng, chốt hạ 12 giờ. Tom Cruise là người cầm Minoan đầu cánh phía bên này, không khác gì một Kata. Còn Tiểu Bạch Long chúng ta hãy cùng chờ xem. Bên kia có Seng, không biết là cái gì nữa. Vâng, có Seng, có Minoan, có Greg. Vâng, Greg, Minoan, Seng, Mark. Còn Tiểu Bạch Long thì chưa kịp xem. Vâng, Pan lại có vẻ là khung. À xin lỗi bạn, là Minoan lại có vẻ khung khung thế này. Vâng, có vẻ như là những con đê chắn sóng và những cánh rừng đang tạo ra cho Minoan đầu cánh một cái thế gọi là hơi khung khung. Chúng ta hãy cùng chờ xem Tom Cruise quyết định như thế nào. Tiểu Bạch Long là người ngồi khá gần Tom Cruise. Và trong trận đấu này thì Tiểu Bạch Long cũng khá gần vị trí của Tom Cruise ở trong game. Chúng ta hãy cùng chờ xem bài này Tiểu Bạch Long sẽ vâng đưa ra chiến thuật như thế nào. Vô thường là người cầm Hitty trong trận đấu này. 9 trên 12 đẩy con hiêu về sát với nhà chính. Và sau đó thì tách tiếp nông dân ra đi dò thêm. Khá nhiều, vâng, khá nhiều những cánh rừng. Đầu tiên thì có vẻ là hơi ít. Chung quanh nhà chỉ có một cánh rừng dừa thôi. Nhưng đây, vâng, càng dò ra càng nhiều rừng ở phía ngoài. Và hít sẽ khỏe những thời điểm sau. Có lẽ là như vậy. Minoan đến từ game thủ Tom Cruise. Khá nhiều rừng. Vâng, bài này mà giá như ở phía trong thì có vẻ như là ổn hơn rất nhiều. Nhưng màn hình các bạn quan tâm nhất có lẽ là màn hình máy của vâng CR Nhổn. Tháng này 13 trên 16 chuẩn bị đủ gỗ để thiết kế BS đầu rồi. Hiêu cũng đã về nhà chính, bốn con là rất đẹp. Rồi, đóng S đầu có quả phụ dành cho game thủ Gunny trong tình huống này. Một như vậy là bãi quả đầu dường như cũng chỉ là một bãi quả có vâng 6 cây thôi. Dường như là như vậy. Không cắt thêm dân đi dò nữa. Gunny quyết định ép vâng với chừng này đồ ăn thôi. Trên kia bãi quả 6 nữa thì là quá đẹp. Trên kia có bãi quả, trên kia là bãi quả 6 thì là đẹp. Đây, như vậy là có hai quả phụ. Vâng, 18 nông dân rồi. Gunny có vỡ kế hoạch trong trận đấu này hay không hay là cũng chỉ 18 thôi. Có lẽ là đã nhả dân rồi. Vâng, đóng chiếc BG là có thể gọi là mắc binh rồi. Thế thôi, bây giờ thì kéo lên ăn bãi quả phụ ở phía trên này nữa. BB là người cầm Mark xe trong trận đấu này. Bên kia trong trận đấu này có Seng, có Mark. Và không biết là hình như là có cả Greg nữa thì phải. Đây, vâng, Greg, Minoan, Seng, Mark. No 1 là người cầm Seng ở trong trận đấu này. Gunny cũng đã kích đời rồi. Vâng, bài này mà Gunny vâng lớn ngớ vớ được Seng thì là ngon. Bài này là bài dễ khung, có vàng thụt. Vâng, dễ khung và có vàng thụt. Chưa ai nhảy đời ở trận đấu này. Tiểu Bạch Long là người cầm Phonesian. Vâng, các khán giả bên phía Thái Bình đang rất vui rồi. Tiểu Bạch Long là người cầm phô trận đấu này. Chúng ta cũng đảo qua một lượt phi thường 26 rồi. Có hướng khung rộng ra phía ngoài. Tạm thời phải ăn bầy hiêu này. Vâng, vẫn chưa kích 1. Lại một pha kích 9 nữa rồi. Lại một pha kích 9 nữa đến từ game thủ phi thường rồi. Và Tom Cruise thì sao? Tom Cruise Minoan. Và chúng ta cùng tiếp tục đến với màn hình máy của game thủ Gunny cầm Pamela thôi. Lên như vậy là chưa kích. Cuối 9 thôi. Bài này là một bài cuối 9. Rồi. Kéo toàn bộ nông dân về. Và ăn vàng phía trong. Quả vẫn đang còn khá nhiều thực. Ô, nhốt dân đã. Đúng rồi. Vâng, Gunny thừa biết điều này. Vâng, Pan bài này có đột biến hay không?
hai nông dân phía trong và hai nông dân phía ngoài. Hơi vội vàng nhưng có lẽ đó là cũng là một quyết định vâng hợp lý thôi. Ồ. Vâng, như thôi thì như vậy thì cũng được. Ta hãy cùng xem đây rồi, như vậy là gặp gặp nô 1 cầm sen rồi. Vâng, sen đó là công giáp đầy đủ rồi, hơi căng. Tên này mất mất 3 nông dân, hơi đáng tiếc. Khung nhà được rồi, tạm thời là như vậy thôi. Vâng, bắt nốt con giò này. Vâng, đóng L2 hay không? Rồi, như vậy là L2 rồi. Ổn rồi, ăn chiếc con giò này xem như là nâu 1 vâng, sẽ bị mất mắt kính. Thế thôi. Rồi, chốt cái E vào vị trí vừa rồi. Một giò và một lạc đà bắt đầu chảy. Nhưng chúng ta cũng xem chảy đâu. Tôi cứ tưởng sang phải cứu Tiểu Bạch Long nhưng không cần. Triển luôn. Vâng, triển luôn trong tuần này. Rồi. Vâng, ba chiếc ruộng, hai chiếc ruộng và sau đó thì kéo hai nông dân về chặt gỗ tiếp. Sóc 1L và sau đó thì lượng ruộng ra đều và 2L, thế thôi. Như vậy là xem như là sen là vâng tàn tật rồi. Thấp khớp rồi. 19 đến từ Minoan. 28 đến từ Phi Thường. Và tiếp tục đến màn hình máy em thủ Gunny tham lai 20. Như vậy là cũng không đèm vâng không thèm động đến sen nữa. Đây rồi. Có cái gì ở đây? Thịt thơm và máu ngọt. Chưa có bánh xe. Thịt rất thơm. Thịt nướng rất thơm đến từ game thủ Mèo Mèo cầm Minoan thì phải. Vâng, Minoan. Mèo đã có cái gì ấy chưa? Bánh xe, bánh cổ gì ấy chưa? Như vậy vẫn chưa có bánh xe dành cho Mèo. Một bài Minoan đánh cung nhưng là à, như vậy là có bánh xe rồi. Mèo cũng khá tỉnh đòn và chắc cốp. Chơi chết đồng cung tê và sau đó thì quay sang vã bãi gỗ của Mèo. Tách tiếp nông dân. Chạy giò. Đúng rồi. Bây giờ thì hai lạc đà. Ui, không ổn. Hơi khó chịu con tên này. Vâng, như vậy là có phô của Tiểu Bạch Long đẩy ra phía ngoài rồi. Tốt quá. Vâng, tốt quá. Chưa có bánh xe ở thời điểm này. Lùi vào phía trong. Vậy hai chiếc xe cực nhanh. Không ổn rồi. Danish. Vâng, như vậy cũng không kịp đen. Không ổn rồi. Vâng, Gunny không có bánh xe và tên này là tên tụt tham khá nghiêm trọng đến từ game thủ Gunny. Vâng, như vậy là Minoan cũng sẽ yếu trong tên này thôi. Ăn miếng thì trả miếng rồi. Tham Lai còn 9 game thủ Gunny, tôm còn bao nhiêu? Lên được 26 rồi. Vô thường Tham Lai 37, thế thôi. Vâng, ổn rồi. Ổn rồi, bây giờ thì đẩy về hit và phô dựa nhau. Vâng, hai nhà cung tuyển dựa nhau. Vâng, tham cân thôi. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem ở phía bên kia. Vâng, ai sẽ là người khỏe, to khỏe. Để bên này còn đẩy. Có đèn BB ra để quân hay không? Chúng ta cùng xem. Như vậy là phải ra cứu Tiểu Bạch Long rồi. Cứu Tiểu Bạch Long tên này. Tiểu Bạch Long đang bị ốp thì phải. Chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy game thủ tôm hay là game thủ nào đó. Ui. Vâng, Max C thì phải. Có vẻ như là Max C. Không phải Max C đâu. Như vậy là 1-1 là người cầm Greg và vừa lọt một tơn. Tôm hôm nay là hơi chảnh mạng. Rất hay bị lọt nhà. Gunny tham lai còn 6 thôi. Và chúng ta hãy cùng đến với Phi Thường, người cầm chủ lực trong ngày thi đấu này. BB dường như là người cầm Max C và vẫn chưa nhìn thấy ở trên bản đồ. Chủ động đào vàng đến từ game thủ Phi Thường trong tuần này. Rồi, như vậy là kích đào vàng rồi.
thêm những chiếc ruộng mới. Rồi, Phí Thường là người tay rất to. Vâng, nhìn to hơn cả chân rồi. Lên một cái giáp và sau đó thì chuẩn bị đẩy quân với Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long sẽ là người đi trước tiên phong. Tiểu Bạch Long vẫn đang còn khá đông những con cung Phonesian. Rồi đắp một cái BC. Tham Lai 55 ở thời điểm này. Bơm đồ một chút cho đồng đội. Và sau đó thì đẩy quân tên này cùng với Tiểu Bạch Long. Rất hay. Vâng, đẩy là rất hay. Cung hit đứng trên dốc ném gạch như thế này. Không có quân nào dám đứng lại thi thố. Thề luôn là không có một quân nào dám đứng lại thi thố luôn. Nhất ở đời 3. Tham Lai 58 trên 100. Vâng, đầu 1 Seng vẫn đang là tương đối khỏe. Nhưng thời điểm này là thời điểm mà game thủ Phi Thường vâng còn khỏe hơn cả game thủ đầu 1. Và cung là cung là tuyển. Tham Lai 64 trên 100 đến từ vâng 64 trên 100 đến từ game thủ Phi Thường trong tuần này. Ruộng nương đang là rất rất nhiều và BN cũng đang là rất nhiều. Bây giờ thì ốp vào nhà Seng một tên. Ông là xe sau đó thì lưu nhà của Minwan phía sau. Tiểu Bạch Long là người đưa ra chiến thuật. Từ đầu đến giờ tôi dường như chưa thấy một trận nào là có dấu hiệu chiến thuật không ổn. Trận nào cũng ổn. Quan trọng là vâng, quan trọng là cái quân và thế trận nó vâng có được hay không thôi. Chứ còn chiến thuật hầu như là trận nào cũng chuẩn. Tôi chưa thấy có trận nào là chiến thuật là không chính xác đến từ Tiểu Bạch Long. Thêm những chiếc ruộng mới nữa. Phí Thường đã nâng cấp đào vàng từ rất sớm và bây giờ lượng vàng đang dồn lên là khá nhanh. Nhưng nên thêm, đúng rồi, nên đầu máu và lên cái bản đồ. Có cung A hay áo đến từ Minoan trong tuần này. Tiểu Bạch Long đang ở đâu? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Khá đông những con cung A hay áo đến từ game thủ Mèo Mèo. Thấy đục tường rồi. Vâng, thấy đục tường rồi nhưng đó là chiếc BC. Và game thủ Phi Thường vẫn đang từ từ vào bình to. Tiểu Bạch Long vâng đang chỉ đạo lùi ra một chút. Sau đó thì tính sau. Lại tiếp tục bị đục một tên này. Maxe châu chém. Không đáng ngại cho lắm. Maxe game thủ màu 4 BB châu chém. 11 đến từ game thủ Minoan. Tôm cầm Minoan. Gunny giữ được cái tham lai 13 thời điểm này. Và tiếp tục đến màn hình máy game thủ Phi Thường. 75 đến từ game thủ Phi Thường. Lượng ruộng đang là khá nhiều dành cho game thủ Phi Thường trong tuần này. Và Phi Thường đang quyết định lùi về đánh thế thủ cùng với Tiểu Bạch Long. Sau khi đã đắp ca. Lùi về và sau đó thì đánh thế thủ thôi. Greg và vâng Greg và game thủ BB đang cố gắng muốn đục vào. Nhưng đây là cung R của Phonesian và cung R của Hitty. Hai loại cung R rất tuyển. Đây, giải E trước mặt những con cung A đi. Không giải E trước mặt những con cung A. Vâng, đúng rồi. Bây giờ thì phải giải E cấm tình trạng lên dốc. Cấm tình trạng lên dốc. Đây là con dốc 4 tầng. Vâng, đã hai nhà ôm nhau là có một cái dốc rất cao rồi nữa. Tham Lai 86 trên 104 dành cho game thủ Phi Thường. Nhưng Tiểu Bạch Long tuần này không còn quá nhiều quân. Vâng, quân Tiểu Bạch Long đâu hết rồi. Vâng, cung của Hitty và đam của cung A cũng chả khác gì nhau. Cung R của Hitty còn có khả năng cơ động nữa. Vâng, đắp cái BK thứ hai. Nhưng lượng gỗ nên ưu tiên thêm, à xin lỗi bạn, lượng vàng nên ưu tiên được chú trọng thêm một chút nữa. Gunny bây giờ tham lai Parida là bao nhiêu? Như vậy là 14 trên 16 là tham lai lúc này đến từ game thủ Gunny. Gunny vẫn cứ giữ được cái tham lai như thế này là ổn rồi. Tôm tham lai 19. Vâng, rất ổn định đến từ Tôm. 5 phút trước tôi xem 19 và bây giờ vẫn là 19. Lọt nhà một tên đến từ những con người chém Greg. Tiểu Bạch Long sẽ là người lo lót tên này. Vâng, bị mất những con ca rồi, hơi đáng tiếc. Những con ca Hitty 150 máu nhưng rồi, đã nhảy 4 thành công. Trả cung rồi và sóc hot. Lượng vàng đã là hơi đuối.
Như vậy là đồng đội bơm hết vàng rồi. Nâng cái bắn chặn trước để thủ nhà, sau đó thì nâng gấp cái vâng lửa. Rất khó chịu. Long Phi thất bại là khá là kinh nghiệm trong pha lọt vừa rồi. Mất khá nhiều dân. Vâng, 81/104. Bây giờ thì tổng hợp lực vào nhà yếm thủ, tổng hợp lực vào nhà yếm thủ phi thường trong tuần này rồi. Vẫn giữ được 82 ở tham lai lúc này. Chuẩn bị có lửa rồi, có lửa thực sự là rất khác bọt. Có lẽ bây giờ đã lên bắn chặn rồi. Và có lửa nữa là siêu khác bọt. Rồi bây giờ thì những con ca kẹp với những con cung R cộng với những con hot nữa. Có bắn chặn có lửa đến từ Hitty. Xin mời. Tom Grui timeline 26. Tất cả các nhà bên kia đang ốp vào nhà phi thường. Vì vậy Tom Grui và Gandhi có không gian và thời gian để phát triển. Cộng với tay để móc máy. Tiếp tục đến màn hình máy yếm thủ phi thường. Timeline 92/120. Nâng cấp cái vâng tầm xa 3 trước khi nâng cấp cái đảo vàng thì là hợp lý. Vẫn chưa nâng tầm xa 3 thì phải. Bên kia có sen có thể lên 4 đánh đạp đôi. Có Minoan nhưng Minoan có lẽ là cũng không lên 4 đâu. Và có thêm Max C, có thêm Greg. Như vậy là đánh đôi 4 thì bên mình cũng không sợ. Vâng, hit 4 Min. Vâng, như vậy là tham lai đã đè lắm rồi, đã lên 4 mà tham lai còn đè lắm rồi. 112/120 dành cho game thủ phi thường trong tuần này. Vâng, chiến thắng đã gần sát đến tầm tay rồi, cố lên. Bây giờ thì tạm thời đứng thủ còn dốc. Vâng, và Minoan cũng không dám tràn sang phía bên này, nâng cấp tầm xa 3 lên phi thường. À, như vậy là đã lên tầm xa 3 rồi. Vâng, Kaiti chưa cần lên thần cũng đã 1 lít rưỡi máu rồi. Vâng, cung R bây giờ là cung R 4+2. Còn hot thì là 7+2. Cộng thêm tí lên thần đó là hot lên 8+2. Rồi các bạn có thể biết được cái độ phũ phàng đến từ cái công 8+2 như thế nào. Vâng, công 10. Nhưng tạm thời thì vẫn chưa. Vâng, K ném các bạn có thể thấy là cực kỳ thấm. Đấy là có bắn chặn các kiểu các thể loại. Ui dồi, còn giải E nữa. Vâng, những con ca chưa kịp lên tới nơi. Những con ca... Ôi! Đây, chúng ta cũng xem tuần này. Ôi ôi! Tím hết cả người. Vâng, và mèo mèo đã quá thấm. Mèo mèo đã quá thấm cho tình huống vâng ném vừa rồi. Vâng, tím hết cả người. Và tỷ số là 3-1 ở trong trận đấu thứ 3. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với vâng trận thi đấu đầu tiên trong trận đấu thứ 4 rồi. 2-1 về C dành cho các cầu thủ đến từ Thái Bình. Quay bắt Thái Bình trận này không? Trận đấu không?